Có được nguồn giống tốt cộng thêm sự liên kết chặt chẽ của doanh nghiệp nên người nông dân đã có được nguồn thu tốt từ cây lúa. Đây là mô hình đã và đang được thực hiện hiệu quả tại tỉnh Nam Định, nơi sản xuất ra loại gạo tám thơm ngon danh tiếng cả nước. Ít sâu bệnh, cây đẹp, cơm ngon, một hecta giống lúa tốt và thời tiết thuận lợi như vụ mùa này khi thu hoạch người nông dân được 15 triệu đồng tiền lãi. Không chỉ thu nhập tốt hơn, người nông dân còn được đảm bảo đầu ra, đặc biệt là kiểm soát được chất lượng. Đây là những ưu điểm của mô hình trồng trọt đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm kết hợp giữa doanh nghiệp và người nông dân xã Đại Hải, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Cái mô hình này nó hiệu quả hơn rất nhiều so với ngày trước. Nếu mà trước chưa liên kết với doanh nghiệp thì là chúng tôi chỉ làm rất là ít, không thể làm được nhiều như thế này. Hiện bà con ở đây đang trồng lúa tám Nam Định là giống lúa tốt với rất nhiều ưu điểm. Nông dân của xã Đại Hải được doanh nghiệp này chọn để hợp tác đầu tư xây dựng mô hình sản xuất lúa gạo sạch, chất lượng cao đầu tiên tại tỉnh Nam Định. Bà con được hỗ trợ hoàn toàn về nguyên liệu đầu vào. Trong quá trình chăm sóc lúa, các kỹ sư nông nghiệp trực tiếp xuống hướng dẫn. Đến kỳ thu hoạch, doanh nghiệp trực tiếp xay sát và đóng gói trong mô hình khép kín hiện đại. Chương trình của chúng tôi đang làm thì sẽ đưa đến cho người tiêu dùng một cái sản phẩm mà tối ưu, thứ nhất là truy xuất được nguồn gốc, cái thứ hai là đảm bảo độ an toàn thực phẩm, luôn luôn được phục vụ kịp thời, và người nông dân thì sẽ chủ động sản xuất. Mô hình này chính là hướng đi tất yếu của việc hình thành chuỗi liên kết giúp địa phương phát triển bền vững ngành lúa gạo hướng đến xuất khẩu. Đấy là một cái hướng đi tất yếu và nó có hiệu quả nhất, hiệu quả cả đối với người sản xuất và cả người nông dân. Thế bởi vì hiện nay công ty thu mua của người nông dân hơn ngoài thị trường khoảng từ 15-20%. Về xuất khẩu, hiện gạo của Việt Nam chỉ có thể cạnh tranh tốt trong nhóm gạo cấp thấp với hàng loạt yếu tố ngắn ngày, rẻ, không ngon cơm. Việt Nam đang hướng đến một thị trường chất lượng gạo cao hơn với những thương hiệu vốn được thị trường nội địa biết đến. Chúng ta muốn xuất khẩu gạo mà gọi là chất lượng cao ấy thì do cần phải có giống tốt, rồi cần phải có quy trình canh tác bền vững, giảm thiểu cái tác hại đến tiêu cực đến môi trường. Và như vậy là sẽ đóng góp vào rồi khâu chế biến sau thu hoạch và đặc biệt là khâu truyền thông và marketing. Việt Nam đang tập trung mọi nguồn lực nhằm xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng gạo, đồng thời triển khai thực thi chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo và khung khổ pháp lý mới điều hành hoạt động xuất khẩu gạo. Câu chuyện của cây lúa 8 Nam Định cho thấy nếu lựa chọn một loại giống lúa chủ lực, đồng thời thay đổi phương thức sản xuất thì gạo Việt Nam mới có thể khẳng định vị trí của mình.